Thì đến cái câu chuyện về chi phí thiết kế này thì chắc là anh nhiều anh chị khi mà muốn nhờ thiết kế thì cũng rất là lăn tăn đắn đo giữa cái đơn vị thiết kế này với đơn vị thiết kế kia. Đúng không ạ? Thì tôi chỉ chia sẻ rất là ngắn gọn như này. Khi mà cái giá thiết kế thì nó sẽ phụ, nó sẽ tương xứng với cái chất lượng của bản vẽ và cái chất lượng phục vụ của cái cái đơn vị đó thôi. À, xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Đức ACT, thành viên của công ty cổ phần kiến trúc BNI. À, hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý anh chị một cái ngôi nhà cấp 4 mái thái được công ty cổ phần kiến trúc BNI chúng tôi à, thiết kế cho gia đình anh Phú tại Tiên Lữ Hưng Yên. À, thì công năng của nhà anh Phú thì bao gồm là phòng khách, à, phòng thờ, à, ba phòng ngủ và một cái phòng bếp cộng ăn và một cái khu vệ sinh chung. Thì trước khi mà giới thiệu đến anh chị cái mẫu 3D cũng như là cái công năng ở bên trong. Thì anh chị đừng quên là khi mà anh chị đang xem cái video ấy Thì anh chị kéo xuống một chút ở dưới cái video nhé Thì ở trên điện thoại cũng vậy ạ Thì anh chị à, có cái nút đăng ký này Thì anh chị bấm vào nút đăng ký Cũng như là cái chuông thông báo bên cạnh Và anh chị chọn là tất cả Để khi mà chúng tôi à, đăng những cái mẫu nhà mới Thì nó sẽ có cái thông báo để anh chị tiện tham khảo à, Thì đây chính là cái phối cảnh 3D mà công ty chúng tôi thiết kế cho nhà anh Phú và cái phương án 3D này thì cũng là cái phương án cuối cùng mà anh đã chốt để chúng tôi triển khai toàn bộ các hồ sơ đó là phần kết cấu điện nước và phần dự toán tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ và gửi về cho gia đình anh thì anh chị thấy rằng đây là một cái góc chụp mà chúng tôi chụp cái phối cảnh 3D từ cái phía cổng vào thì chúng tôi cũng có minh họa qua cái phối cảnh về cái phần cổng vị trí cổng vào chỗ nào cũng như là cái tường rào ở phần đây Thì anh chị thấy là cái ngôi nhà này được chúng tôi thiết kế là phần mặt tiền nó sẽ có ba cái hệ mái to như thế này và một cái mái to ở trên một cái máy sảnh và một cái máy ở bên này thì đây là một cái phối cảnh để anh chị nhìn tổng quan hơn thì để mà chi tiết thì chúng ta sẽ sẽ vào một trong một chút để mà chúng ta nhìn rõ hơn nhá thì vừa rồi như tôi nói là cái phần hệ mái đúng không ạ thì nó có một cái sự đồ sộ cũng như là cái đặc điểm nổi bật ấn tượng nhất khi mà chúng ta đi ở đường hay là chúng ta bước vào ngôi nhà thì chúng ta đều có thể cảm nhận thấy được là cái cái sự đồ sộ cái sự khỏe khoắn và cái, cái sự cân đối của hệ mái mà chúng tôi đã có những cái sự tính toán rồi các cái diềm mái này đó thì chúng tôi làm bằng những cái đường phào để nó làm nó che đi cái phần diềm mái, các phần lục ngói ở bên trong anh chị nhá. thì như thế này thì chúng ta sẽ vừa là điểm trang trí mà nó vừa vừa tạo nên những cái sự dạ khỏe khoắn cho cái phần hệ mái này. À, còn các cái điểm trang trí ở dưới của mái chữ A thì xung quanh đây thì đều là những cái đường chỉ màu trắng Đấy. và ở điểm giữa ở đây ấy là chúng tôi ở đây là cái phần dạ, tấm ốp đúng, tấm ốp giả gỗ anh chị nhá còn cái về màu sơn ở cái phần tường uh, thu hồi của mã chữ A mà chúng tôi trang trí thì anh chị thấy là nó có màu be đúng không ạ cái màu be nó nó gần lại cái màu nâu nhạt đấy anh chị ạ đấy thì uh, cái này thì anh chị thấy là cái màu này nó khá là là đẹp đúng không ạ và nó kết hợp với cái màu sơn trắng chủ đạo của ngôi nhà thì anh chị thấy là nó rất là nổi ở cái phần mã chữ A này đấy, cũng như là chúng tôi nhấn thêm bằng những cái gì ạ uh, đường chỉ này Đấy, và chúng tôi sơn nó đậm lên, Đấy, cái màu nó đậm lên thì nó sẽ làm nét nổi bật ở đây giữa cái tầng áp mái và tầng mái thì chúng tôi làm bằng những cái đường phào to, Đấy, thì đường phào đây chị thấy là ở đây kể cả cái phần ở dưới phần uh, sảnh này anh chị này thì chúng tôi cũng làm các cái hệ phào này nó chạy sẽ, nó sẽ chạy xung quanh anh chị nhá, Đấy, thì nó sẽ làm nổi bật lên cái phần mặt tiền này. ở các cái phần hệ cột thì chúng tôi uh, làm bằng là hệ cột vuông, ở các cái phần hai cái cột sảnh này thì chúng tôi làm cách điệu đi một chút, ở phần đấu cột thì chúng tôi làm bằng những cái đường uh, chỉ giật cấp này. Đấy, và dưới chân cột thì anh chị thấy là chúng tôi cũng làm bằng những cái đường chỉ giật cấp cũng như là ở phần giữa này thì chúng tôi là sơn bằng điểm nhấn giống như ở cái phần thân cột anh chị thấy không ạ bốn à, góc thì chúng tôi sẽ ốp bằng những cái mảng sơn Đấy, anh chị thấy làm sơn màu trắng còn và cái này là đắp nổi lên anh chị nhé, còn cái phần thân cột ở giữa mà sơn màu nâu này thì nó lại ở bên trong một chút Đấy, thì anh chị thấy là chúng tôi đã thiết kế thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái nét đẹp một cái nét gì đó nó khác so với việc không có thiết kế bởi vì mọi thứ là chúng tôi đều đã có những sự tính toán hết rồi còn ở cái bên phần các phần cột góc anh chị thấy là là chúng tôi làm cách điệu đi một chút là chúng tôi làm một cái hệ cột góc nó khác so với cái cột sảnh này một chút anh chị có thể thấy không ạ đấy, thì cái cột này nó sẽ chạy từ cái 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 cốt sân nền sân này lên tận cái áp má này luôn đấy và ở đây anh chị thấy có một cái sự đồng nhất với nhau đó là gì ạ? các cái chân cột này đấy, nó đều là sơn màu giống như nhau anh chị thấy không ạ đó. Và thì các cái phần đường chỉ này chúng tôi chỉ nhấn thêm một cái đường chỉ này thôi thì anh chị thấy là nó đã có một cái sự nổi bật ở cái phần cái cột ốp góc này rồi Cũng như là các cái đấu này, các cái đường chỉ ở phần đầu cột Anh chị thấy này, Đó. chúng tôi đều đã có những cái sự tính toán làm sao đấy Chăm chút để cho từng cái đường nét, từng cái góc nhìn của anh chị Nó đều có những cái điểm nhấn hết đấy, anh chị nhé Ở phần thể chính thì anh chị thấy là chúng tôi thiết kế ở đây Chính là cửa đi bốn cánh là bằng gỗ Thì đây là gỗ lim nam phi anh chị ạ và diện phần cửa sổ này thì là bằng nhôm hệ anh chị nhé nhôm hệ và ở phía trên này thì chúng tôi cũng làm cái máy hắt ở phía này và xung quanh cửa sổ thì chúng tôi cũng làm bằng những cái đường chỉ này anh chị này Đấy, những cái đường chỉ thêm này để cho nó tạo điểm nhấn thêm Đấy, ngoài ra về tổng thể các cái điểm nhấn ở đây thì nữa thì chúng tôi làm bằng những đường chỉ âm Đấy, đường chỉ âm anh chị thấy này chúng tôi thiết kế là ngôi nhà này là ba bậc thì từ cốt sân lên đến đến nền và chúng tôi cũng có ốp đá này Đấy, ốp bằng đá màu vàng vàng một chút và diện những cái phần Gạch thẻ, đấy, gạch thẻ nó ốp xung quanh các cái chân nền nè Anh chị thấy là chúng tôi đã tính toán Cũng như anh chị thấy là khi mà anh chị nhìn tổng thể cái ngôi nhà đúng không ạ Thì anh chị thấy là các cái màu sắc Rồi các cái chi tiết trang trí nó sẽ có một cái sự liên kết với nhau Đó là một cái sự tính toán và có sự tinh tế khi mà kiến trúc sư uh, thiết kế cho anh chị đấy, thì Ngôi nhà nó sẽ là cái nét đặc trưng riêng của gia đình anh chị Chứ không phải là giống bất kể một cái ngôi nhà nào hết Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhìn các cái góc nhìn khác để anh chị nhìn nó rõ hơn rồi đây là một cái góc nhìn ở bên góc phải nhìn vào thì anh chị thấy là ở đằng sau này sẽ có một cái mái chữ a to nữa này và nó sẽ có liên kết với các hệ mái đằng trước bởi vì ngôi nhà mái thái ấy, thì cái phần hệ mái nó là phần rất là quan trọng anh chị nhá bởi vì nó là cái điểm nhấn bất kể ai cũng phải nhìn thấy nó bởi vì nó rất là đồ sộ và nó ở phía trên Đấy, và anh chị thấy là là chúng ta phải rất là chú trọng một cái điều này Thì chúng tôi thiết kế thì chúng tôi phải cân đối Và trong bản vẽ của chúng tôi thì sẽ có những cái chiều cao mái Rồi các cái kích thước của mái để mà thợ người ta thi công nó đúng như cái bản vẽ thiết kế Thì nó mới cân đối và nó đẹp được anh chị ạ Thì ở cái phía bên này thì anh chị thấy là cái mái chữ A thì chúng tôi Về cách trang trí thì nó sẽ phải đồng bộ với nhau anh chị nhé Chứ không thể là mỗi một chỗ lại một kiểu được Thì hai cái tường thu hồi mái chữ A to này Thì chúng tôi cũng sẽ trang trí như nhau bằng những cái đường chỉ anh chị thấy này Đấy và ở giữa là sẽ là bằng tấm nhựa giả gỗ và cái màu của nó thì nó cũng gần tương xứng với các cái màu trang trí như thế này anh chị nhé và xung quanh thì chúng uh, tôi thiết kế là nó có đầy đủ các cái cửa sổ ở các cái phòng. Đấy kể cả là phòng khách hay các cái phòng ngủ và các công năng khác thì để mà lấy cái không gian ánh sáng và gió vào bên trong ngôi nhà. Thì với mỗi một ngôi nhà chúng tôi thiết kế là chúng tôi đều cân đối về cái ánh sáng cũng như là cái thông thoáng của ngôi nhà. Thì chúng ta sẽ cùng đi nhìn các góc nhìn khác để cho anh chị sẽ có nhìn cái cái, cái nhìn tổng quan hơn về cái ngôi nhà này. Đấy anh chị thấy là góc nhìn ở bên trái nhìn vào Đấy thì hai cái đầu hồi của máy chữ A thì sẽ trang trí như nhau Và anh chị thấy là bên này cũng sẽ có cái cửa sổ và máy hắt Anh chị thấy không ạ Đấy, Đây là một góc nhìn trên cao để anh chị nhìn rõ hơn này Đấy các cái hệ máy anh chị thấy là nó có sự liên kết với nhau Rất là đẹp đúng không ạ Và các cái đường phào chỉ này rồi những cái điểm trang trí Đây là một góc nhìn khác nhá Thì anh chị thấy là chúng tôi mô phỏng cái phần cổng vào Đây vị trí cổng vào là ở đây anh chị này đó rồi các cái phần mọi thứ nó đều cân đối và rất là chỉnh chu và rất là hoàn chỉnh đúng không ạ? Đấy, thì anh chị thấy là đấy là các cái góc nhìn khác nhau và tôi đã giới thiệu đến anh chị rất là chi tiết cái phối cảnh 3D. Thì bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cái phần công năng bên trong để chị tiện tham khảo hơn. À, thì đây chính là cái phần công năng ở bên trong ngôi nhà của nhanh phú. Thì à, về kích thước cái mặt tiền của ngôi nhà này là 8 m 8 chiều sâu của ngôi nhà này là 12 m anh chị nhá. Và thì, à, cái phần diện tích thì tôi sẽ giới thiệu luôn Uh, diện tích của ngôi nhà này thì anh chị lưu ý rằng đây là diện tích sử dụng có nghĩa là các cái công năng mà chúng ta sử dụng ở đây là ở đây là 95 mét vuông anh chị ạ Đấy, còn nếu mà diện tích xây dựng thì chúng ta phải tính thêm cả cái phần sảnh này nữa anh chị nhé thì uh, phòng khách anh chị thấy là 26 mét vuông này Đấy, thì cái phòng khách nó rất là vuông vắn ở đây thì khi mà chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta sẽ tận dụng được tối đa cái không gian ở công năng bên trong tiếp đến là cái phòng thờ thì phòng thờ chúng tôi bố trí ở đây là 8 mét vuông ở phía trước chúng tôi cũng bố trí một cái cửa sổ ở đây để mà khi thắp hương thắp khói thì sẽ không bị ảnh hưởng đến cái không gian sử dụng à, tiếp đến là phần phòng ngủ số 1 thì anh chị thấy đây là cửa vào này và chúng tôi cũng bố trí cửa sổ đầy đủ hết anh chị nhé tích của phòng ngủ một là 11,4 mét vuông phòng ngủ số 2 diện tích là 13,1 mét vuông và cũng có đầy đủ các cửa sổ hết. Phòng ngủ số 3 diện tích là 12,2 m2 và ở phía cuối này thì chúng tôi bố trí thiết kế là phần bếp cộng ăn ở đây anh chị nhá. Do là anh chị thấy là cái diện tích tổng thể ngôi nhà này nó là 95 m2 thôi mà công năng là 3 phòng ngủ nên là cái không gian của phòng bếp cộng ăn nó cũng không phải là quá là rộng. Đấy, tuy nhiên thì với cái nhu cầu của nhanh Phú đây thì uh, cái nhu cầu sử dụng của gia đình anh thì cũng là cũng và vừa đủ rồi chứ không phải là quá nhỏ. Đấy thì diện tích là 14,7 m2. À, còn phía cuối này thì sẽ là một cái không gian vệ sinh chung cho toàn ngôi nhà thì cái do là cái diện tích nó cũng không được quá rộng nên là chúng tôi cũng phải cân đối là thiết kế là một cái không gian vệ sinh chung thôi và nhưng mà chúng tôi vẫn phải thiết kế là cái diện tích nó đủ sử dụng làm sao để cho nó thoải mái một chút thì chúng tôi thiết kế là 4m2. Đấy, 4 mét vuông đấy bốn một mét vuông là cũng tương đối là rộng với một cái diện tích vệ sinh như thế này đấy thì đấy là toàn bộ cái phần công năng để mà anh chị tiện tham khảo thì ở cái mặt bằng này anh chị sẽ biết được là gì đầu tiên là kích thước dài rộng của ngôi nhà thứ hai là gì các cái phòng Đấy, bố trí ở đâu và diện tích của từng phòng như thế nào. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn để anh chị cái phần 3D của cái công năng này để anh chị tiện tham khảo hơn. À đây chính là cái phần phối cảnh 3D công năng. Đấy, thì chúng tôi sẽ minh họa để anh chị có thể là hiểu được. Đấy, thì anh chị thấy là chúng tôi luôn luôn áp dụng những công nghệ mới và làm sao đó đem đến cho anh chị những cái trải nghiệm mới nhất và kể cả anh chị không có hiểu về bản vẽ mà nắm về kỹ thuật thì anh chị cũng vẫn biết được là cái ngôi nhà của anh chị sau này xây dựng nó ra làm sao đúng không ạ? Các cái phòng nó bố trí ở đâu và diện tích của nó bao nhiêu mét vuông. Thì anh chị có thể nhìn thấy hình dung đấy là gì? Đầu tiên là chúng ta đi vào cổng vào đúng không ạ? Thì đây là cái phần không gian phần sân phía trước này. Đấy và phần sân ở bên bên hông này, đúng không ạ? Và sau đó là gì? Chúng ta sẽ đi vào ba bậc thì lên phần không gian phần sảnh và chúng ta đi vào bên trong của phòng phòng khách. Thì anh chị thấy là ở trên cao đây anh chị có thể nhìn thấy rõ được là cái phòng khách chúng tôi bố trí này, đúng không ạ? Đây cửa bốn cánh này, rất là rộng và rất là thoáng bởi vì bên này còn không gian để đi lại mà và có không cái bộ bàn ghế sofa này cũng như là các cái kệ đấy thì chúng tôi đặt minh họa vào rất là trực quan ở phía trước này chính là cái không gian của phòng thờ thì anh chị thấy là đây cái phần cửa sổ này phía trước này rồi đây là cửa đi vào và đây là cái bộ bàn thờ đây thì anh chị thấy là cái vị trí của bàn thờ thì chúng tôi đặt rất là trang trọng ở phía trước cũng như là rất là thông thoáng cũng như là diện làm sao đấy nó đảm bảo được về cái mặt phong thủy Đấy. tiếp đến là cái phần ba uh, phòng ngủ này thì anh chị thấy là các cái phòng thì đều có các không gian cửa sổ như anh chị đang thấy đúng không ạ các không gian cửa sổ rất là chi tiết uh, ở phía cuối này thì anh chị thấy là đây chính là phần không gian của phòng uh, bếp cộng ăn an. anh chị thấy đây cái dạng bếp này là bếp bếp thẳng anh chị nhé thì sẽ áp sát vào cái tường này và cái phần bàn ăn ở đây cũng như là cái phần uh, cửa sổ này để mở ra thì nói chung là chúng tôi đã thiết kế thì nó sẽ mọi không gian chúng tôi đều đã phải tính toán hết rồi Đấy, còn ở đây thì đằng sau vẫn còn một cái khoảng đất Thì nó cũng không phải là quá rộng Nhưng mà để mà đi lại nó thuận tiện hơn và nó thông thoáng hơn Thì chúng tôi cũng có thiết kế một cửa đi ra đằng sau này Đấy thì để mà nó cũng thuận tiện cho cái việc đi lại hơn Anh chị thấy không ạ Đấy. Thì anh chị có thể nhìn lại một lần nữa về cái phối cảnh 3D này Đấy, Đúng không chúng tôi đã đó minh họa rất là trực quan này để anh chị thấy là anh chị có thiết kế thì trước khi mà anh chị xây nhà thì anh chị đã biết được cái ngôi nhà của anh chị nó như thế nào rồi các phòng bố trí làm sao diện tích bao nhiêu mét vuông rồi Đấy, như vậy thì anh chị đã nắm được mọi thứ trước khi mà chúng ta thiết kế rồi thì chúng ta sẽ kiểm soát được mọi thứ nó sẽ tốt hơn đúng không ạ thì nó sẽ tránh cái việc là cái chi phí phát sinh nó sẽ nhiều Đấy, thì cái thiết kế nó sẽ sẽ đảm bảo được cái điều đó anh chị nhé à, như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu rất là chi tiết đến anh chị à, cái phối cảnh 3D cũng như là cái mặt bằng bên công năng bên trong À, từ cái phần kích thước à, dài rộng của ngôi nhà à, diện tích của từng phòng và các phòng bố trí ra làm sao à, để cho anh chị tiện tham khảo thì hy vọng rằng nó sẽ là những cái ý tưởng rất là hữu ích để cho anh chị à, có thể là tham khảo cho ngôi nhà tương lai của mình tuy nhiên thì như tôi đã nói rất là nhiều đây cũng chỉ là các cái mẫu nhà mà chúng tôi chia sẻ để anh chị tham khảo thôi còn nếu như mà anh chị thực sự đang có cái nhu cầu mong muốn làm nhà thì tôi nghĩ rằng anh chị nên sẽ có thiết kế riêng cho gia đình anh chị hơn bởi vì sao ạ à, cái thiết kế này là chúng tôi thiết kế riêng cho nhà anh Phú theo cái diện khuôn đất của nhà anh Phú theo cái tuổi của nhà anh, uh, của anh Phú đúng không ạ và cái nhu cầu sử dụng của gia đình anh Đấy. À, nên là cái việc mà có thiết kế riêng nó sẽ là một cái điều rất là cần thiết cho mỗi gia đình Đấy. thì khi mà anh chị uh, mà mong muốn thiết kế thì có hoàn toàn có thể liên hệ đến kiến trúc bên ấy chúng tôi theo số điện thoại ở trên màn hình thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ anh chị. Nếu như anh chị đang thích cái mẫu 3D này chẳng hạn, mà cái công năng ở bên trong của anh chị khác thì chúng tôi cũng hoàn toàn làm được điều đó. Hoặc là gì nếu như anh chị mà kể cả chưa có cái mẫu nào chẳng hạn thì chúng tôi cũng hoàn toàn có thể là thiết kế được chỉ cần cái mong muốn cái nhu cầu của anh chị về ngôi nhà của anh chị như thế nào thì chúng tôi cũng đều có thể đáp ứng được hết anh chị nhé. Và nếu như mà anh chị cũng đang mong muốn rằng chúng tôi thiết kế thì Trước khi mà anh chị gọi đến cho chúng tôi và anh chị muốn chúng tôi thiết kế thì chúng tôi là một công ty chuyên nghiệp Thì bao giờ chúng tôi cũng phải chia sẻ nó rất là rõ ràng và anh chị nắm được rất là rõ về công ty chúng tôi đang làm việc, đang phục vụ khách hàng như thế nào Trước khi mà anh chị nhờ đến chúng tôi Thì tôi sẽ xin giới thiệu đến anh chị cái nội dung công việc mà chúng tôi đang thiết kế và đang phục vụ cho khách hàng Như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đây chính là cái nội dung công việc mà chúng tôi sẽ thiết kế và phục vụ anh chị Thì cái công việc đầu tiên nó là cái công việc về khảo sát hiện trạng công trình và ký hợp đồng thiết kế thì đây là cái công việc đầu tiên khi mà chúng tôi đã trao đổi rất là chi tiết với anh chị về cái quy trình phục vụ của công ty chúng tôi và anh chị mọi thứ anh chị đã nắm rõ rồi thì lúc đó là chúng tôi sẽ sắp xếp với anh chị một cái lịch một cái buổi nào đó mà thuận tiện cho cả hai thì lúc đó là chúng tôi sẽ về tận nơi để khảo sát thì chúng tôi luôn luôn có đội khảo sát chẳng qua là cái thời gian của anh chị như nào thôi còn bất kể lúc nào anh chị alo thì chúng tôi đều có thể sắp xếp về được anh chị nhá và chúng tôi về sẽ có ký hợp đồng đàng hoàng chúng tôi làm công ty chuyên nghiệp thì tất cả mọi quy trình nó phải rõ ràng và nó phải đảm bảo kể cả về mặt tình cảm hay là về mặt pháp lý là hợp đồng thiết kế đều phải có đầy đủ hết anh chị ạ và khi mà về khảo sát thì cái công việc của chúng tôi là gì đó là chúng tôi đầu tiên là chúng tôi gặp gỡ anh chị đúng không ạ bởi vì chúng tôi phải biết là à, cái gia chủ mà chúng tôi thiết kế là ai Rồi chúng tôi lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của anh chị là cái nhu cầu của anh chị như thế nào Đấy, để mà chúng tôi khi chúng tôi về thiết kế thì chúng tôi hiểu được cái mong muốn cái cái tâm tư và cái nhu cầu của anh chị thì đó chúng tôi thiết kế nó sẽ đúng hơn đúng không ạ đúng theo cái nhu cầu của anh chị chính vì vậy nên là cái việc là thiết kế riêng thì nó là hay ở cái chỗ là như vậy đúng không ạ chúng tôi thiết kế riêng theo cái cá nhân cái sự nhu cầu cái mong muốn sở thích của anh chị Đấy, và ngoài ra là thì chúng tôi phải nắm được các cái thông tin về cái, cái hiện trạng của khuôn đất đúng không ạ rồi các cái vị trí ví dụ như ngôi nhà của anh chị đặt ở vị trí nào đúng rồi, rồi thừa thiếu bên nọ bên kia còn bao nhiêu đất rồi cái việc mà vị trí cấp điện cấp nước ở đâu tức là cái thông tin mà để chúng tôi thiết kế đó thì đấy là những cái công việc mà chúng tôi về khảo sát nó phải đầy đủ như vậy anh chị nhá đấy. và cái tiếp theo nữa là khi mà chúng tôi đã về khảo sát có đầy đủ thông tin rồi ký hợp đồng đầy đủ rồi thì chúng tôi có thông tin về thì chúng tôi sẽ gửi cho kiến trúc sư thì lúc đó kiến trúc sư sẽ đảm nhận thiết kế cho anh chị và cái sẽ lên cái phương án mặt bằng kiến trúc Đấy, và cái phối cảnh 3D thì cái mặt bằng kiến trúc và phối cảnh 3D thì nó giống như là cái hai cái phần mà tôi vừa giới thiệu như anh chị vừa theo dõi đúng không ạ? Mặt bằng thì nó sẽ có công năng kích thước và 3D thì nó chính là cái phần trang trí giống như là ngôi nhà của anh chị sau này lên thực tế được Đấy chưa? Đấy, tiếp đến là gì cái phần là triển khai chi tiết bản vẽ kiến trúc có nghĩa là gì? À, ví dụ như cái ngôi nhà của anh chị như này đúng không ạ? Đây 3D như này giống như kiểu là ở trên mạng nó có rất là nhiều mẫu đúng không ạ? Mà cái điều quan trọng đó là gì? Khi mà cái bản vẽ là phải có đầy đủ các cái kích thước cái chi tiết như vậy để mà dựa thợ người ta có thể thi công được anh chị ạ. thì nó mới có sự cân đối được đấy, ví dụ như cái mái này này thì chiều cao của mái là bao nhiêu độ dốc của mái ra làm sao đúng không ạ rồi các cái chi tiết cột này này rồi kích thước cột phào chỉ ra làm sao đấy thì như vậy thì người ta thi công nó đúng theo thiết kế thì nó mới có cái sự cân đối về tỷ lệ và nó mới đẹp được đấy, tiếp đến là gì cái phần là triển khai chi tiết về bản vẽ kết cấu có nghĩa là chúng tôi sẽ tính toán các cái phương án móng rồi là cái phần chúng tôi thống kê ra thép à, cả ngôi nhà của anh chị là hết bao nhiêu thép à, rồi phần móng À, phần thân của ngôi nhà hết bao nhiêu thép thì chúng tôi đã có thống kê rất là rõ ràng đầy đủ ở trong cái phần bản vẽ thiết kế rồi à, và tiếp đến nó là cái phần cấp điện cấp nước và cấp thoát nước này Đấy, thì chúng tôi cũng đều có những cái thống kê à, rất là đầy đủ về các cái vật liệu à, các cái thiết bị cần phải có cũng như là gì các cái đường ống ví dụ cấp điện thì đầu chờ thứ ở chỗ nào tủ điện ở đâu rồi vị trí cấp điện à, cấp thoát nước ở vị trí nào thì chúng tôi đều có thể hiện hết ở trên cái phần bản vẽ anh chị nhá à, cuối cùng là chúng tôi sẽ thống kê phần vật liệu và chúng tôi bóc tách và à, xem là ngôi nhà của anh chị hết bao nhiêu vật liệu cũng như là chúng tôi sẽ áp cái giá vào thì sẽ biết được là ngôi nhà của anh chị khi mà xây dựng thì nó khoảng bao nhiêu tiền Đấy thì đấy là cái phần chúng tôi nội dung công việc chúng tôi thiết kế thì chúng tôi chia sẻ rất là chi tiết như vậy để mà anh chị có thể nắm rõ được là chúng tôi đang làm gì, đang phục vụ khách hàng ra sao. Và đặc biệt nhất đó là cái phần mà chúng tôi như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đây, đó là chúng tôi luôn luôn có trách nhiệm với tất cả những cái công trình mà chúng tôi thiết kế. Đó là và khi mà chúng tôi hoàn thiện bản vẽ chúng tôi gửi về cho anh chị và đến khi mà anh chị thi công ấy thì bắt đầu là từ cái phần thép móng là chúng tôi cũng sẽ có kỹ thuật về tận nơi để giám sát cái công trình xem là thợ người ta thi công làm sao đấy nó phải đúng cái bản vẽ, cái thiết kế để mà cái ngôi nhà của anh chị nó được sử dụng lâu dài nó về sự an toàn nó không bị lún hoặc là không bị nứt phần sàn, à, đấy thì anh chị phải lưu ý như vậy và phần móng và phần sàn là chúng tôi đều về, đấy thì ít nhất là hai lần là chúng tôi về hỗ trợ anh chị rồi đúng không ạ? Còn nếu mà nhiều tầng thì chúng tôi phải về nhiều lần hơn nữa và diện tiếp đến nó là gì? Chúng tôi luôn luôn có cái sự hỗ trợ. Ví dụ như thợ người ta chưa nắm rõ hoặc là người ta chưa hiểu chỗ nào đó thì cứ alo, à, có thể là gọi video qua Zalo hoặc gọi điện thoại gì đó, đấy thì bởi vì đây là công nghệ mới rồi mà, đúng không ạ? Thì chúng tôi luôn luôn hỗ trợ bất cứ lúc nào, lúc nào cứ alo cái là chúng tôi sẽ đều có hỗ trợ và làm sao đó để thợ người ta hiểu và người ta thi công đảm bảo cho anh chị và cái cuối cùng đó là khi mà anh chị hoàn thiện cái ngôi nhà rồi thì chúng tôi sẽ về thăm lại cái ngôi nhà của anh chị thì ngôi nhà là ngôi nhà của anh chị nhưng mà cái thiết kế là thiết kế của chúng tôi chúng tôi đã đặt rất là nhiều cái tâm huyết của chúng tôi vào cái thiết kế và cái ngôi nhà của anh chị thì khi mà anh chị xây dựng lên nó là cái niềm tự hào của anh chị nhưng mà nó cũng là cái niềm vui niềm hạnh phúc của chúng tôi cái điều đặc biệt nhất đó là chúng tôi luôn luôn muốn kết nối lâu dài với anh chị bởi là cái sự phát triển của công ty và cái sự lâu dài của công ty chúng tôi trước hết là chúng tôi phải phục vụ anh chị thật là tốt thật là chu đáo thật là tận tâm và trách nhiệm thì sau đó là khi mà mọi người à, dạ, đến tham khảo rồi thấy cái mẫu nhà đấy nó đẹp đúng không ạ thì anh chị lúc đó sẵn sàng anh chị giới thiệu là à, đây là công ty kiến trúc bên chúng tôi thiết kế và dạ, lúc đó anh chị sẽ sẵn sàng giới thiệu đến cho chúng tôi đúng không? thì như vậy là chúng tôi lại có thêm những khách hàng khác từ phía giới thiệu của anh chị đúng không nhưng mà để mà được như vậy thì đương nhiên là chúng tôi phải phục vụ anh chị rất là tốt rất là chu đáo rất là tận tình và trách nhiệm rồi đúng không ạ thì anh chị mới giới thiệu cho chúng tôi Đấy, thì đấy là cái điều mong muốn của chúng tôi là như vậy nên anh chị hoàn toàn yên tâm vào uh, cái việc mà anh chị đặt niềm tin vào kiến trúc bền đi chúng tôi thì chúng tôi sẽ uh, đảm bảo rằng chúng tôi sẽ phục vụ anh chị nó thật sự là tận tình chú đáo và cái số tiền mà anh chị bỏ ra để mà chúng tôi thiết kế cho anh chị thì nó sẽ tương xứng với những gì mà anh chị sẽ nhận lại được đấy, tôi dám khẳng định một điều như vậy thì đến cái câu chuyện về chi phí thiết kế này thì chắc là anh nhiều anh chị khi mà muốn nhờ thiết kế thì cũng rất là lăn tăn đắn đo giữa cái đơn vị thiết kế này với đơn vị thiết kế kia. Đúng không ạ? thì tôi chỉ chia sẻ rất là ngắn gọn như này. khi mà cái giá thiết kế thì nó sẽ phụ nó sẽ tương xứng với cái chất lượng của bản vẽ và cái chất lượng phục vụ của cái cái đơn vị đó thôi. cái việc mà anh chị bỏ ra cả tỷ hoặc thậm chí nhiều hơn để mà xây một cái ngôi nhà, đúng không? thì cái việc mà thiết kế thì đầu tiên là cái chi phí thiết kế nó rất là nhỏ nó chỉ từ hai đến ba so với cái cái giá trị mà anh chị bỏ ra để xây nhà. À, tức là ví dụ 1 tỷ thì nó chỉ khoảng là 20 đến 30 triệu thôi. Đấy, nhưng mà gì cái việc mà anh chị nhận lại đó là mọi thứ nó đều rõ ràng trước khi mà chúng ta thiết kế rồi. Thứ hai là cái sự hỗ trợ, cái sự phục vụ của chúng tôi, đúng không? Và thứ ba nữa là cái sự đảm bảo về cái ngôi nhà của anh chị là sau này nó không bị xảy ra những vấn đề gì thì lúc đấy nó mới là cái vấn đề đúng không anh chị? Và cái tiếp theo nữa là gì khi mà anh chị về ở ngôi nhà mới ấy, thì anh chị cảm thấy nó rất là thoải mái và nó rất là ưng ý thì đấy là điều quan trọng. Thì cái việc mà gì ạ? để mà thiết kế người ta làm tốt về chất lượng bản vẽ phục vụ tốt và mọi thứ nó ít bị lỗi nhất xảy ra thì đương nhiên là cái chất lượng thì nó phải tương xứng với cái chi phí người ta đã bỏ ra đúng không? bởi vì tôi chỉ là lấy ví dụ rất đơn giản đó là gì cái việc mà chúng tôi về khảo sát đúng không? rồi hai ít nhất là hai lần chúng tôi về hỗ trợ thì anh chị thấy là cái chi phí mà chúng tôi đi lại về xe cộ rồi rồi dạ công hỗ trợ công của anh em về kỹ thuật về thì anh chị thấy là nó đã rất là lớn rồi, đúng không? thì mà nó đã nằm trong cái gói chi phí thiết kế của chúng tôi rồi, thì anh chị thấy là đương nhiên là chúng tôi không thể nào chúng tôi giảm được cái chi phí thiết kế nó thấp so với các đơn vị khác được, đấy thì nó sẽ không đảm bảo được cái yếu cái cái yếu tố về chất lượng rồi cái sự phục vụ được anh chị nhá, đấy, thì anh chị nên cân nhắc về cái vấn đề này, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà anh chị tiết kiệm được một vài triệu giữa đơn vị thiết kế này với đơn vị thiết kế kia thì nó rất là nhỏ, nó không đáng là bao nhiêu cả, đấy nhưng mà đổi lại cái sự gì cái phục vụ của người ta nếu mà khi mà anh chị thi công mà nó rất là nhiều lỗi xảy ra thì đương nhiên cái đấy mới là cái phát sinh nhiều rồi đấy, đơn giản một cái một vài lỗi nhỏ thôi nó đã phát sinh gấp nhiều lần so với cái việc anh chị tiết kiệm được một vài triệu ở giữa đơn vị thiết kế này với đơn vị thiết kế kia được chưa rồi ngoài ra khi mà anh chị về ở mà anh chị cảm thấy nó không ưng ý không thoải mái nữa thì anh chị thấy là một vài triệu mà tiết kiệm để mà thuê đơn vị rẻ đấy thì có phải anh chị thấy là nó không xứng đáng đúng không đấy thì tôi chỉ chia sẻ rất là thực tế như vậy bởi vì cũng đã có những cái khách hàng bên công ty chúng tôi khi mà chúng tôi thiết kế cho họ ấy, thì trước đây là họ đã có thuê một đơn vị thiết kế khác rồi Tuy nhiên thì nó không đảm bảo được về rất là nhiều yếu tố như tôi vừa chia sẻ với anh chị. Đấy và đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ để với anh chị uh, có cái cân nhắc. Đấy thì cái việc mà đương nhiên là khi chúng ta uh, thuê thiết kế đúng không ạ? Thì đương nhiên chúng ta rất ai cũng vậy thôi, chúng ta đều muốn là được rẻ nhất nhưng mà để tốt nhất đúng không ạ? Nhưng mà anh chị thấy là nó hơi bị nghịch nghịch nhau đúng không ạ? thì anh chị cũng phải cân nhắc như vậy thì mọi thứ nó đều sẽ tương xứng với nhau thôi. Và khi anh chị nhờ cái chúc bên y thiết kế thì chúng tôi đảm bảo rằng uh, cái cái mà anh chị nhận lại được nó sẽ tương xứng với những gì anh chị đã bỏ ra thì đấy là một vài cái chia sẻ như vậy để mà anh chị có thêm những cái thông tin về cái việc là thiết kế bây giờ đang như thế nào rồi cũng như là anh chị sẽ có những thông tin đó thì anh chị sẽ có những cái đánh giá khách quan nhất về cái việc mà thuê thiết kế đơn vị nào thiết kế đúng không ạ đấy thì đó là cái sự lựa chọn của anh chị thôi chúng tôi không thể nào ép buộc anh chị là chọn đơn vị nào nhưng mà anh chị có những thông tin đấy thì anh chị cân nhắc và khách quan nhất và tôi chia sẻ đó là những cái điều thực tế và những cái mà khách hàng thực tế khi mà chúng tôi thiết kế người ta đã gặp phải rồi đấy thì tôi chia sẻ lại với anh chị để anh chị có những cái cân nhắc như vậy đấy, thì vừa rồi là tôi cũng đã giới thiệu rất là chi tiết đến anh chị ngôi nhà của nhà anh phú tại tiên lữ hưng yên À, thì hy vọng rằng đây sẽ là một cái ý tưởng về cái phối cảnh 3D Đấy, cũng như là cái công năng bên trong để chị tiện tham khảo thì biết đâu đó là nó sẽ làm cái ý tưởng tuyệt vời cho anh chị tham khảo. Ngoài ra thì nếu như anh chị đang có cái mong muốn nhu cầu thiết kế giống giống như nhà anh Phú đây hoặc là anh chị có một cái nhu cầu mong muốn là cái 3D này nó giống như thế này nhưng mà công năng bên trong khác hoặc là gì anh chị mong muốn là một ngôi nhà cả 3D và cả mặt bằng nó khác chẳng hạn thế thì chúng tôi hoàn toàn là chúng tôi đều đáp ứng được cái nhu cầu đó của anh chị. thì chúng tôi sẽ luôn luôn phục vụ anh chị một cách tận tình nhất. và nếu như anh chị mà nhờ bên công ty kiến trúc bên đây chúng tôi thiết kế thì chúng tôi sẽ phục vụ anh chị rất là tận tình, trách nhiệm và luôn luôn là đảm bảo cho anh chị giống như là những gì mà tôi đang chia sẻ đây và hy vọng rằng là những cái chia sẻ về cái việc mà nhờ đơn vị thiết kế rồi lựa chọn đơn vị thiết kế nào thì cũng hy vọng rằng anh chị có một cái đánh giá nó khách quan nhất và làm sao đó lựa chọn một đơn vị nó uy tín và đảm bảo nhất cho anh chị Đấy, bởi vì là cái ngôi nhà của chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền rồi thì cái việc mà thiết kế như vậy thì anh chị cũng nên cân nhắc anh chị nhá rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các cái video chia sẻ các cái mẫu nhà đẹp tiếp theo